Việt Nam mất Công Phượng, Duy Mạnh thi đấu Indonesia. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh không có trong danh sách 28 cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chu mang sang Indonesia đá vòng loại World Cup 2026. Danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố tối ngày 18 tháng 3 theo hình thức trực tuyến trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chu trực tiếp đọc tên 28 cầu thủ. Công Phượng chấn thương từ trận đấu cùng đội hình 2 Yokohama Fan Club ngày 2 tháng 3 và phải tập riêng ở câu lạc bộ trước khi về Việt Nam vào ngày 11 tháng 3. Khi hội quân cùng đội tuyển tại Hà Nội ngày 13 tháng 3, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn tập luyện bình thường. Nhưng đến 16-3, chấn thương tái phát khiến anh phải nghỉ tập. Hiện, Công Phượng đã trở lại tập nhẹ. Nhưng dựa vào đánh giá của bác sĩ đội tuyển, huấn luyện viên Chu quyết định không sử dụng tiền đạo người Nghệ An để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn. Duy Mạnh bị căng bắp đùi sau khi thi đấu liên tục ở Hà Nội Fan Club. Anh đối mặt nguy cơ rách bắp nếu tiếp tục đá với cường độ cao. Sáng nay, trung vệ 28 tuổi đã gặp riêng huấn luyện viên Chu để trao đổi về chấn thương và chủ động xin rút để có thêm thời gian hồi phục. Vắng Công Phượng và Duy Mạnh là tổn thất lớn với Việt Nam lúc này. Cả hai thuộc nhóm giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm được triệu tập cho hai trận then chốt ở vòng loại 2 World Cup 2026, khu vực châu Âu. Huấn luyện viên Chu thậm chí từng trực tiếp sang Nhật Bản theo dõi Công Phượng tập luyện, trong bối cảnh tiền đạo trụ cột Phạm Tuấn Hải chấn thương. Trước đó, huấn luyện viên người Pháp đã không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng vì vấn đề thể lực. Bên cạnh Duy Mạnh và Công Phượng, huấn luyện viên Chu còn gạt thêm 3 cầu thủ, gồm hậu vệ Giáp Tuấn Dương, Trương Tiến Anh và tiền vệ Nguyễn Hai Long. Trong khi đó, tân binh Trần Ngọc Sơn được giữ lại. Danh sách đội tuyển gồm 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 11 tiền vệ và 5 tiền đạo. Thể Công và Công an Hà Nội đóng góp nhiều nhất với 7 cái tên mỗi đội. Xếp sau là Hà Nội 4, Hải Phòng, Bình Dương, Nam Định 2, Sông Lam Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa và Quảng Nam 1. Cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Nguyễn Đình Triệu sinh năm 1991, còn trẻ nhất là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004. Đội có đến 12 cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau. Đội tuyển tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 13 tháng 3. Sau khi dành thời gian đánh giá phong độ, sức khỏe của cầu thủ, đến ngày 16 tháng 3 huấn luyện viên Chu mới bắt đầu cho rèn luyện kỹ, chiến thuật. Sáng mai, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. Đội tập 2 buổi trước khi đấu chủ nhà vào tối ngày 21 tháng 3 tại thủ đô Jakarta. Hai đội sẽ đá lượt về ngày 26 tháng 3 tại sân Mỹ Đình. Trước mỗi trận, huấn luyện viên Chu sẽ chọn ra danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự. Việt Nam đứng nhì bảng F với 3 điểm sau 2 trận, hơn Indonesia 2 điểm đang xếp cuối. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Chu là giành 4 điểm qua 2 đấu trước đối thủ được xem là cạnh tranh vé trực tiếp này. Trong bảng đấu này, Iraq mạnh vượt trội và đang đứng đầu với 6 điểm, còn Philippines bị đánh giá thấp nhất. Lịch sử ghi nhận Việt Nam thắng 8, hòa 11 và thua 9 trận trước Indonesia. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam lần lượt thua 0-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2023, thắng 2-0 ở bán kết lượt về, hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 và thắng 4-0 ở vòng loại 2 World Cup 2022. Danh sách đội tuyển Việt Nam. Thủ môn: 3 Nguyễn Philip, CAHN, Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ: 9 Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Công an Hà Nội, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Thể Công, Nguyễn Thành Trung, Hà Nội Fan Club, Võ Minh Trọng, Bình Dương, Lê Ngọc Bảo, Bình Định. Tiền vệ: 11 Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Phúc Văn Khang, Thể Công, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Công an Hà Nội. Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Hà Nội Fan Club, Triệu Việt Hưng, Hải Phòng, Nguyễn Thái Sơn, Thanh Hóa, Trần Ngọc Sơn, Nam Định. Tiền đạo: 5 Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội Fan Club, Nguyễn Đình Bắc, Quảng Nam, Nhâm Mạnh Dũng, Thể Công, Nguyễn Văn Toàn, Nam Định, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương.
Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.